Rồi chào con nghe, nói thiệu con có bơm nhân thể 168 dành cho máy xăng nè. Đây, dành cho máy xăng. Máy xăng gồm có 5 ngựa 5, 6 ngựa 5 và 7 ngựa 5 cốc thẳng nha. Đây, có 4 ốc này nè, bằng nè, dẫn vô đây nè con. Đó, 4 ốc dẫn vô đây đó. Gỡ vô vô gọn sơ nha. Đây. Nha, ở đây rất dễ. Con chổng mà con mua mà con đo thử coi cốt máy bà con 19 20. Nó có hai loại 19 20 con vô đít đi nha. Gọn sơ. Và siết 4 ống này lại. Nó có quan dẫn nước đi nè. Đây là con lớn danh. Rất tiện nha. Nào, đơn giản thôi, như chữa cháy rất nhẹ nhàng đơn giản thôi đó. Đầu vô bà con mới xếp xin chặt nha, gon đồ phải để cho chặt, không được lắc nha, đầu vô tuyệt đối là phải cho chặt đây nè, nó là nguyên bộ đó. Bà con mua bơm bóng bơm, mua máy bóng máy, như cái máy này là máy thường nè, còn nguyên bộ này khoảng 3,4 triệu nè, ra tới nhà nè, nguyên bộ nó máy thường này nè, tùy theo máy tính tiền nha, còn bơm riêng bán riêng. Nguyên bộ máy thường là Yoko nè, Yoko Moto nè, là nguyên bộ là 3,4 triệu nè. Đó. Mua máy bóng máy, mua bơm bóng bơm, nguyên bộ thì là 3,4 triệu. Bơm nhân thể 168 dành cho máy xăng. Đây bơm nhân thể 168 dành cho máy xăng đây. Cái bơm không là nặng 14 kg. Máy xăng nha, là dành chuyên dụng cho máy xăng. Còn có cốt 19-20 thì theo cốt máy con mua phù hợp nha. Có coi lối nhanh này đủ nguyên bộ nó vậy đó con. Con mua bơm bóng bơm, mua máy bóng máy, còn nguyên bộ bơm là vậy đây. Đây nguyên cái bơm không là vậy đây. Đó, nguyên cái bơm 1,8 không là vậy đó. Lúc mà con mua nhớ coi cốt máy bao nhiêu con mua nha. Đây, nguyên cái bơm không là vậy nè. Đó, mà con mua bơm không là chỉ có nhiêu thôi. 1,8 dành cho máy xăng. Đó, con siết thiệt chặt cũng vô nha. Đấy, 1,8 dành cho máy xăng. Cái nối rất dễ nha. Cái thằng cuốn cốt nó đút vô cái một rồi con. Nè. Một tay đút vô vẫn bình thường nè. Đó. Đó. Bình thường, đút vô rất đơn giản rồi siết bốt ống lại nè. Nhớ là con mua nhớ coi cốt máy thôi. Con mua cho phù hợp nha. Nhân thể 168 dành cho máy xăng. Nó xài là gồm có là 5 ngựa 5, 6 ngựa 5, 7 ngựa 5, cốt thẳng là xài được hết. Rồi con nó có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Nhân thể 168 dành cho máy xăng đây. Có nhân thể 168 dành cho máy xăng, nhân thể 2, nhân thể 3, nhân thể 4, nhân thể 5, nhân thể 6 dành cho kéo cây của con. Rồi con nó có nhu cầu luôn nha. Rồi nhân thể 80 bơm tác, nhân thể 100, thể 150. Rồi con nó có nhu cầu luôn nha, 0886356707.